Dạ vâng, xin chào tất cả quý vị khán giả đến với cái nội dung live stream đặc biệt trên kênh Lan Tỏa Yêu Thương ạ. Thưa quý vị khán giả, thì đây là một cái nội dung live stream tương đối là đặc biệt, và mình mong rằng là quý vị khán giả hãy giúp mình chia sẻ cái video này, cái nội dung live stream này lên các trang mạng cũng như các hội nhóm, nhất là các cái hội nhóm hiện nay mà họ đang đặc biệt quan tâm liên quan tới cái vụ án bưu cục cục voi ạ. Quý vị khán giả thân mến, thì trong cái nội dung livestream này mình sẽ truyền tải tới quý vị khán giả hai cái nội dung cơ bản. Cái nội dung thứ nhất là mình sẽ gửi tới quý vị khán giả một cái nội dung bình luận của một vị khán giả trên trang kênh của mình. Và cái nội dung thứ hai là mình sẽ có cái góc độ nhìn nhận riêng cá nhân của mình đối với cái vấn đề mà hiện nay cộng đồng đang rất là quan tâm xoay quanh cái vấn đề giữa luật sư, nhà báo và thám tử. Rất mong quý vị khán giả hãy like và chia sẻ cái video này giúp cho mình ạ, cái nội dung livestream này giúp mình ạ. Thực sự là mình thấy rằng cần phải lên cái nội dung live này và truyền tải ngay tới cái nội dung live này tới toàn thể quý vị cô chú anh chị trong cộng đồng mạng. Còn cái tầm quan trọng của nó như thế nào thì mình sẽ có cái cách xử lý. Trước hết là cái nội dung bình luận của cái chú khán giả đó. Mình sẽ chuyển toàn bộ cái nội dung đó cũng như là cái link video này cho làm sao tới được gia đình của cô Loan là tốt nhất. Với cái mong muốn của cá nhân mình là gì? Góp một phần nhỏ cái tiếng nói của mình cũng như là cái công sức của mình dành tới cái vụ việc này, tới cái quá trình mà đi kêu oan cho Hồ Di Hải cũng như là gia đình của cô Loan. Thực sự thưa quý vị khán giả, thì đến bây giờ chúng ta thấy rằng là cái vụ án này nó có quá nhiều vấn đề cần phải bàn. Và gia đình của cô Loan thì tất cả chúng ta đã thấy rằng là họ đã quá đau khổ rồi. Và cũng như rất nhiều khán giả đã nói rằng là người trong cuộc nhiều khi người ta sẽ không để ý được tất cả các vấn đề, cũng như là người ta sẽ không tỉnh táo bằng những người ở bên ngoài quan sát mà thực sự có tâm muốn đóng góp, đúng không quý vị khán giả? Nó liên quan tới các cái vấn đề hiện nay mà chúng ta thấy rằng cái vụ án này nó không chỉ đơn thuần là một cái vụ án hình sự đơn thuần, mà ở đây nó là gì? Nó liên quan đến một cái vụ án mà như các chú tọa đàm đã nói, một vụ án quốc dân rồi. Nếu như vụ này mà không được làm sáng tỏ thì xin thưa quý vị khán giả, nó sẽ có những cái hệ lụy vô cùng ảnh hưởng vô cùng xấu tới con dân nước Việt của chúng ta. Và trước hết là đối với số phận của tử tù Hồ Di Hải cũng như gia đình của cô Loan. Vậy nên là một lần nữa mình rất khẩn cầu tất cả quý vị khán giả hãy like, chia sẻ video cái video này lên các cái hội nhóm, các cái trang cũng như cái group mà họ đang đặc biệt quan tâm tới cái vụ án bưu cục cổ voi giúp mình ạ. Rồi thưa quý vị khán giả, thì vừa rồi mình vào kênh và đã nhận được một cái bình luận cách đây hơn một giờ của một vị khán giả, mà mình cho rằng cái nội dung bình luận nó rất cần thiết và cần được gia đình của cô Loan tham khảo để làm sao là làm tốt cái công tác đi kêu oan cho Hồ Di Hải và tìm lại công lý cho Hồ Di Hải, đúng quý vị giả. Thì chúng ta thì trước khi vào cái nội dung hai cái nội dung chính, thì mình xin được chào một số quý cô chú anh chị đã vào trong nội dung đường live stream đó nhé. Quý vị khán giả chia sẻ giúp mình đi ạ, để mọi người vào xem đông đông đi ạ. Trước hết thì mình xin được chào anh Dũng Hoàng, chào chú Quân Phạm, chào TM Nguyễn. Chào cô Nga Nguyễn. Chào cô Sáng Trần. Chào cô Hồng Phạm. Xin được tổng chào tất cả quý vị khán giả đang xem nội dung livestream của mình. Rồi, chúng ta đi vào cái nội dung chính của video nhé. Đi vào cái nội dung thứ nhất là chia sẻ tới quý vị khán giả cái quan điểm của một chú bình luận trên trang kênh của mình, mà rất cần thiết, mà mình thấy rằng là rất là đúng đắn đối với cái vấn đề tình hình hiện nay liên quan tới cái vụ án tiêu cục của voi. Thưa quý vị khán giả, thì đây là một cái video mà mình chia sẻ có nói về bà Trần Thị Nhanh. Thì ở phía dưới của video là có một khán giả đã bình luận, nội dung bình luận cũng tương đối là dài. Mình sẽ truyền tải toàn bộ cái nội dung bình luận này với mong muốn là những người quan tâm đến vụ án này
sẽ được biết đến cái bình luận này, và đặc biệt là rất mong muốn và cũng rất khẩn cấp là gửi tới làm sao là để gia đình của cô Loan biết được cái bình luận này, bởi vì mình cho rằng cái bình luận này mang tính thuyết phục rất là cao. Mình mời quý vị khán giả cùng lắng nghe với mình. Cách đây hơn 1 giờ thì khán giả là Hoàng Anh Khiêm đã có một cái nội dung bình luận như sau: Bưu điện Cầu Voi, đại án thế kỷ và công cuộc đánh án diễn ra như thế nào? Thời điểm Hồ Duy Hải tự do, cuộc đua marathon không thể câu giờ khi các vận động viên kiệt sức. Nạn nhân Hồ Duy Hải được minh oan thì toàn bộ hệ thống tư pháp từ Long An đến Trung ương phạm pháp. Chánh án Nguyễn Hòa Bình đã phải sử dụng thế cờ triệt buộc để tự cứu mình và hệ thống tư pháp quốc gia thoát tội danh giết người có tổ chức và kế hoạch câu giờ kéo dài vụ án, cán đích 15 năm hết thời hạn bãi lại. Tuy nhiên, hiệu ứng domino sẽ xảy ra sớm và tâm linh quả báo đã và đang trừng phạt. Khẩn cấp, nút thắt bắt đầu từ đây. Thứ nhất, tôi khẩn cấp kêu gọi bà Nguyễn Thị Loan phải làm đơn kiện tố cáo ba cơ quan tư pháp Long An đã vu khống, truy tố, bắt người trái pháp luật, xét xử vi phạm các nguyên tắc trình tự tố tụng hình sự một công dân vô tội. Các nhân chứng, bằng chứng ngoại phạm của Hồ Duy Hải cần được hợp pháp và được Liên đoàn Luật sư Việt Nam hỗ trợ pháp lý, phải ký hợp đồng chính thức với luật sư bào chữa trong phiên tái thẩm. Đơn kiến nghị kêu oan lan man, rối rắm hay sai sót các thủ tục pháp lý, số lượng, các nhân chứng văn bản, các luật sư tham gia không có chữ ký, sai ngày tháng v.v. sẽ rơi vào tình trạng bị bác đơn hoặc trì hoãn, kéo dài thời gian xem xét và không có hiệu quả pháp lý. Đơn tố cáo phải gửi đến Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao và Ủy ban Tư pháp của Quốc hội sẽ được xem xét phản hồi hoặc thụ lý trong thời hạn là 1 tháng theo luật định. Vấn đề thứ hai về quyết định số 05, phiên tòa giám đốc thẩm mùng 8 tháng 5 năm 2020 đã tiến hành không đúng thủ tục pháp lý. Chánh án Nguyễn Hòa Bình vi phạm nguyên tắc hồi tị, nguyên tắc suy đoán vô tội của Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự 2015. Bác kháng nghị của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao là vi hiến. Hội đồng 17 đã xét xử trái luật bị án Hồ Duy Hải theo thủ tục sơ thẩm. Không nhân chứng, không chứng cứ, tang vật, không có luật sư chính thức. Bởi vì luật sư Trần Hồng Phong chỉ là hỗ trợ pháp lý miễn phí cho gia đình. Đặc biệt, không có mặt bị án Hồ Duy Hải, tức là xử lý vắng mặt tội phạm phản quốc và tử tội không được nói lời cuối cùng. Ra bản án trái luật và đồng phạm giết người là đồng phạm giết người. Tóm lại, phán quyết số 05 là vi hiến, không có giá trị pháp lý. Chủ tịch nước và Quốc hội có trách nhiệm bãi miễn chánh án Nguyễn Hòa Bình cùng hội đồng thẩm phán và tuyên hủy phán quyết số 05. Vấn đề thứ ba, kiến nghị Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc về cải cách tư pháp. Vụ án Bưu cục Cầu Voi là giọt nước tràn ly của khủng hoảng tư pháp. Giải pháp kết thúc vụ án bê bối bế tắc này chỉ có thể là thành lập ngay một ủy ban bảo hiến đặc biệt với sự tham gia của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Giám sát tối cao và Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Công tố tối cao và Kiểm sát tối cao, giải quyết dứt điểm các vấn đề xâm phạm các hoạt động tư pháp và Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự năm 2015. Cả ba cấp tòa đã xét xử vi phạm các nguyên tắc trình tự tố tụng hình sự với toàn bộ hồ sơ, chứng cứ ngụy tạo, vi phạm pháp luật, v.v. ra những bản án trái luật, gây oan sai và bỏ lọt tội phạm, cần tuyên hủy các quyết định vi hiến. Tổ chức ban chuyên án đặc biệt của Quốc hội, Chính phủ, vụ 7 Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao và Bộ Quốc phòng liên quan đến an ninh quốc gia tiến hành điều tra độc lập các cơ quan tư pháp từ tỉnh Long An đến Trung ương. Lý do Bộ Công an đã không còn trách nhiệm điều tra, Viện Kiểm sát Nhân dân Long An không còn quyền công tố, các cấp tòa không còn quyền xét xử hoặc tái thẩm vụ án. Quyền công tố các nghị của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao vẫn đảm bảo tính hợp hiến và có hiệu lực pháp lý. Kính chúc Ủy ban Bảo hiến đặc biệt hoàn thành sứ mệnh lịch sử và cải cách tư pháp thành công. Không cần kêu oan
hãy đòi công lý cho Hồ Duy Hải. Bà Nguyễn Thị Loan và gia đình cần đặc biệt lưu ý kinh nghiệm xương máu. Trứng không nên bỏ vào một giỏ, không gửi trứng cho ác. Cần tập hợp lưu trữ toàn bộ chứng cứ ngoại phạm hợp pháp của Hồ Duy Hải, bản gốc có ghi âm, ghi hình và được công chứng. Cần được ủy thác bộ hồ sơ bằng chứng cho Liên đoàn Luật sư Việt Nam hoặc Ủy ban Tư pháp của Quốc hội. Trong đó thì thưa quý vị khán giả, đó là toàn bộ cái nội dung bình luận của vị khán giả là Hoàng Anh Khiêm. Cuối nội dung bình luận thì xin thưa quý vị khán giả là luật sư vị khán giả này cũng đã để lại cái địa chỉ liên hệ của Liên đoàn Luật sư Việt Nam, để lại số điện thoại. Và nếu như trong cái thông tin này thì khán giả này hiện nay đang là giảng viên của trường Đại học Đồng Nai. Đó là toàn bộ cái nội dung thứ nhất quý vị khán giả. Thì thông qua cái nội dung bình luận này, mình thấy rằng là những cái nội dung trình bày của cái vị khán giả Nguyễn Anh Khiêm này, Hoàng Anh Khiêm này, mình thấy rằng là rất là cần thiết, đúng không quý vị khán giả? Trong đó nêu rất rõ, rất là ba vấn đề. Thì cái vấn đề cấp bách mà khán giả Hoàng Anh Khiêm đã nói thì gồm có ba vấn đề. Đó là cái vấn đề thứ nhất là đề nghị bà Loan là phải tố cáo cái hành vi vi phạm pháp luật của cơ quan tố tụng Long An, gồm có cơ quan điều tra, viện kiểm sát và các phiên tòa của Long An. Cái vấn đề thứ hai đó là tác giả đã nói lên cái vấn đề vi phạm của cái phán quyết số 05 do Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao xét xử cái vụ án Hồ Duy Hải của phiên giám đốc thẩm diễn ra từ ngày 6 đến ngày 8 tháng 5 năm 2020. Và cái nội dung thứ ba đó là cái nội dung mà tác giả của bài viết này đã kiến nghị tới Chủ tịch nước cũng như là các cơ quan chức năng về cái vấn đề cải cách tư pháp. Và cái nội dung cuối cùng đó là những cái nội dung nhắn gửi tới cho gia đình và đặc biệt là tới đích danh cô Nguyễn Thị Loan với những cái nội dung cụ thể như sau. Mình xin được nhắc lại những cái nội dung mà tác giả Hoàng Anh Khiêm đã gửi tới của gia đình cô Loan cũng như là đặc biệt là đối với cô Loan là như sau. Thứ nhất là gì? Không nên bỏ trứng vào một giỏ. Tức là gì? Đây là cái bài học kinh nghiệm, bài học xương máu. Nếu như mà cái giỏ trứng đó mà là cái giỏ nó bị thủng, hoặc là cái giỏ đó nó không đảm bảo, hoặc là trong cái giỏ đó nó không mang cái tính chất là gì, quý vị khán giả cái hình dung là cái giỏ đó nó không thực sự hết tâm với cái người gửi trứng, thì rất có thể sẽ mất tất cả cái số trứng đó. Và như vậy là gì, con đường giải oan, minh oan, tìm công lý cho Hồ Duy Hải sẽ vô tác dụng. Và cái vấn đề kinh nghiệm thứ hai và cái nội dung thứ hai gửi đến gia đình của cô Loan đó là gì? Không gửi trứng cho cái ác. Thì cái này thì chúng ta cũng ý của cái bài viết này của tác giả Hoàng Anh Khiêm này là muốn đặt vấn đề là gì? Liệu rằng có thể tin vào một ai đó hay không? Gửi toàn bộ trọn vẹn lòng tin vào ai đó cho quá trình minh oan cho chính con trai của gia đình của cô Loan là Hồ Duy Hải hay không? Và theo mình nghĩ thì đây là ám chỉ nói về vấn đề vai trò của luật sư Trần Hồng Phong. Cái vấn đề thứ ba nữa là nhắn gửi tới gia đình của cô Loan là cần phải tập hợp lại và lưu trữ toàn bộ các cái chứng cứ ngoại phạm hợp pháp. Trong đó thì có cả cái văn bản gốc, có bản ghi âm, ghi hình và tất cả các giấy tờ này phải được công chứng, phải được gọi là đóng mộc đỏ, mang tính chất hợp với quy định của pháp luật. Và cần phải được gửi tới Ủy ban Tư pháp của Quốc hội hoặc là ủy thác cho Liên đoàn Luật sư Việt Nam bảo quản các cái chứng cứ ngoại phạm đó, hoặc là các cái vấn đề có thể minh oan cho Hồ Duy Hải đó, để làm sao là gì, những cái đó không bị các kẻ xấu nó tiêu hủy hoặc là nó hủy đi. Thì thưa quý vị khán giả, thì đối với cái vấn đề nội dung bình luận này, mình sẽ trực tiếp từ giờ đến mai mình sẽ liên hệ trực tiếp với tác giả Hoàng Anh Khiêm để nhờ sự tư vấn của tác giả. Và đối với cái video này thì xin thưa quý vị khán giả, thì mình sẽ nhanh nhất có thể gửi toàn bộ cái nội dung bài viết này của tác giả Hoàng Anh Khiêm cũng như là cái nội dung livestream này đến tận tay, làm sao là gia đình của cô Loan có thể là nghe được và hiểu được cái vấn đề cấp bách hiện nay, đúng không quý vị khán giả?
Thưa quý vị khán giả, thì đó là cái nội dung thứ nhất, thì mình cũng chỉ trình bày ngắn gọn như vậy thôi. Bây giờ sang cái phần thứ hai là cái phần mà quan điểm cá nhân của mình nhìn nhận về cái vấn đề mà hiện nay trong dư luận đang rất là nóng bỏng, rất là quan tâm. Đó là cái vấn đề mối quan hệ và cái quan điểm rất là khác nhau giữa luật sư Trần Hồng Phong, nhà báo Nguyễn Đức và nhóm Thám Tử Cao, cũng như là các trang mạng như trên trang kênh của Ánh Hóng Phim TV, vân vân. Thì các khán giả tọa đàm, khách mời tọa đàm họ đã nêu rất là nhiều quan điểm rồi. Đối với cái vấn đề này thì mình cho rằng trước hết là mình sẽ nói về trường hợp của em Thám Tử Cao và đội nhóm của Thám Tử Cao trước. Chúng ta được biết rằng là khi mình tọa đàm với em Giang Thám Tử Cao cách đây rất lâu rồi trên cái kênh này với em Thám Tử Cao, thì Thám Tử Cao mình vẫn nhớ em ấy nói về một cái điều mà mình đến bây giờ mình vẫn nhớ, đó là gì, tại sao mà Thám Tử Cao lại đến với cái vụ án này. Đó là một cái cơ duyên, đó là một cái cơ duyên. Cái thứ nhất là gì, bản thân Thám Tử Cao đã vướng phải một cái bản án mà có dấu hiệu bạn ngụy tạo hồ sơ, đó là cái vụ tai nạn giao thông của cái cậu đó, đúng không ạ? Và khi tiếp cận với cái vụ này thấy rằng là các cái vấn đề đó nó cũng tương đồng, cái số phận của Hồ Duy Hải nó cũng tương đồng với Thám Tử Cao, nên Thám Tử Cao đã bước chân vào cái vụ này và cái vụ này bằng một cái vấn đề là đem cả cái tâm của mình, đem cả cái tâm của mình để giúp cho Hồ Duy Hải và gia đình của Hồ Duy Hải. Và ở đây chúng ta phải thẳng thắn nhìn nhận một cách thế này này. Tôi xin hỏi tất cả quý vị trên cộng đồng mạng, trong suốt thời gian vừa qua, tức là kể từ khi mà vụ án bưu cục của Voi, vụ án bưu cục của Voi xảy ra vào năm 2008 cho đến nay, nếu như quý vị khán giả chỉ tìm hiểu các thông tin của các cái báo chính thống, hoặc là quý vị khán giả tham gia ở trên Facebook, cũng như quý vị khán giả nhìn thấy rằng là vai trò của những người trước đó họ chia sẻ quan điểm thông tin về cái vụ án này, tức là tất cả, thâu tóm lại tất cả các vấn đề mà trước khi Thám Tử Cao tham gia, thì chúng ta thấy rằng là nó dư luận biết đến vụ án thì nó rất là mờ nhạt, rất ít người biết đến vụ án này. Nhưng ở đây chúng ta phải thấy rằng là gì, cái vai trò của Thám Tử Cao ở đây tôi cho rằng là chúng ta phải ghi nhận cậu ta, đó là từ những cái buổi livestream phân tích hồ sơ vụ án, phân tích bản ảnh, phân tích hiện trường, vân 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 vân. Nên là gì, cộng đồng mạng và nhân dân mới biết đến cái vụ án này nhiều đến như bây giờ và quan tâm đến như bây giờ. Như vậy ở đây chúng ta không thể phủ nhận được cái công sức của Thám Tử Cao, đó là lan truyền cái sự quan tâm của cộng đồng mạng, biết đến của cộng đồng mạng đối với cái vụ án bưu cục của Voi này, đúng không quý vị khán giả? Đó là cái điều mà tôi có thể nói thẳng ra ở đây. Còn về góc độ trong suốt thời gian vừa qua đó, khi mà tiếp cận với các cái chủ đề cũng như là có những cái chia sẻ thông tin nó đồng cái quan điểm với Thám Tử Cao, thì tôi nhìn nhận, đây là cá nhân tôi nhìn nhận nhé, tôi nhìn nhận và tôi quan sát trong tất cả vấn đề Thám Tử Cao tham gia ở trên cộng đồng mạng, tôi thấy rằng là cậu ấy không vụ lợi, không phải lên để câu like câu view rẻ tiền. Và cái điều này là cậu ấy muốn đem những điều tích cực, những cái điều mà cậu đấy có khả năng để phục vụ, để cống hiến. Nên là gì? Xuất phát từ cái tâm rất là tốt. Thế cho nên là gì? Tôi nghĩ rằng Thám Tử Cao sẽ không bao giờ có một cái mục đích nào xấu khi mà gọi là cậu ấy tham gia vào cái vụ án bưu cục của Voi này. Đấy là cá nhân tôi nhìn nhận như vậy nhé. Còn rất nhiều các vấn đề khác nữa mà tôi cũng muốn nói với Thám Tử Cao, nhưng xin phép quý vị khán giả tôi cũng chỉ nói ngắn gọn mấy cái điều như vậy thôi. Rồi thì bây giờ liên quan tới nhà báo Nguyễn Đức cũng như là luật sư Trần Hồng Phong, thì quý vị khán giả trong thời gian vừa qua đó, quý vị khán giả cũng đã thấy rồi, trên cộng đồng mạng xảy ra rất nhiều các cái luồng tư tưởng khác nhau, quan điểm khác nhau. Có những đội nhóm, có những khán giả ủng hộ cho luật sư Trần Hồng Phong, ủng hộ cho nhà báo Nguyễn Đức, nhưng ngược lại cũng có một bộ phận khán giả không nhỏ là gì, đang ủng hộ cho Thám Tử Cao, ủng hộ cho nhóm đội của Thám Tử Cao, ủng hộ cho cái quan điểm hiện nay, các cái buổi tọa đàm ở trên kênh của Ánh Hóng Phim TV. Còn đối với cá nhân tôi thì tôi có cái góc độ nhìn nhận thế này. Thứ nhất thì thông qua các chú các bác cũng như thông qua các cái thông tin tiếp cận ở trên cộng đồng mạng, thì tôi cũng có cái quan điểm và góc độ nhìn nhận là cá nhân mình về luật sư Trần Hồng Phong. Thứ nhất là tôi vẫn nghĩ rằng
luật sư Trần Hồng Phong là một người lành hiền, có tâm, đúng không quý vị? Cái điều này là cá nhân tôi nhìn nhận như vậy. Nhưng đối với cái vụ án cái cục cầu voi này thì tôi thấy rằng là cái sức ảnh hưởng của luật sư Phong rất là lớn rồi, nhưng mà trong những cái giai đoạn then chốt, trong những cái lúc cần phải ra đòn, tôi nói nôm na như thế, hoặc là đưa ra những cái vấn đề quyết định để giành thắng lợi trong quá trình mà thực hiện cái vụ án này, thì nó có cái gì đó tương đối là mờ nhạt, mờ nhạt quý vị giả. Chúng ta có thể thấy rằng là trước nhất thì liên quan tới cái vấn đề mà cái vai trò của luật sư ấy, thì chúng ta biết rằng là luật sư Trần Hồng Phong chỉ là luật sư gọi là trợ lý về mặt pháp lý cho Hồ Duy Hải và gia đình của Hồ Duy Hải thôi, chứ không phải là luật sư chính thức bào chữa, đúng không quý vị? Cái này thì chúng ta hiểu được rằng là gì, luật sư Trần Hồng Phong thì tiếp cận cái vụ án này sau khi đã có phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm rồi. Đó. Thì như chúng ta đã biết rằng là nếu như nhìn vào cái vấn đề của phiên tòa giám đốc thẩm cũng như tới đây, nếu như có một cái phiên tòa thái thẩm hoặc một cái phiên tòa đặc biệt nào đó mà nó liên quan tới cái vụ án của cầu voi này, liên quan đến cái số phận của Hồ Duy Hải này, thì liệu rằng cái cương vị là luật sư hỗ trợ pháp lý nó có phù hợp trong quá trình là gì, thực hiện cái quyền là bào chữa cho Hồ Duy Hải không? Đây là cái vấn đề mà thời gian vừa qua chúng ta thấy các chú các bác đã nói rất là nhiều rồi. Danh không chính thì ngôn sẽ không thuận, đúng không? Và nghe ở cái phiên tòa giám đốc thẩm thì chúng ta cũng đã thấy rằng là luật sư Trần Hồng Phong thực sự đã thấy có cái gì đấy là rất là thiếu đi cái quyền năng của mình, đúng không? Thiếu đi quyền năng của mình. Và cũng chính cái hội đồng thẩm phán, hội đồng 17 đó, họ đã nhanh chóng chỉ sử dụng những cái rất là mờ nhạt của luật sư Phong thôi. Thì chúng ta đã theo dõi cái phiên giám đốc thẩm, chúng ta đã biết rồi. Bên cạnh đó thì còn một số cái vấn đề mà tôi cũng đã cảm nhận được rằng là luật sư Phong có lẽ là làm cũng chưa thực sự là chặt chẽ theo cái nhìn mà tôi nhìn thấy ở trên cộng đồng mạng nhé. Chứ còn những cái mà tôi chưa được nhìn thấy, có thể những cái chúng ta nhìn thấy ở trên cộng đồng mạng về luật sư Trần Hồng Phong chưa phải là tất cả, đúng vị giả. Nó chỉ là những cái mà chúng ta biết đấy thôi, còn ở sâu đó còn rất nhiều cái mà chúng ta chưa biết đến. Thì những cái chưa biết đến tôi mới nói, tôi sẽ không nói, nhưng tôi chỉ nói về những cái mà tôi đã được tiếp cận, tôi đã được biết, đúng vị giả. Nếu như chúng ta thấy rằng là gì, cái câu chuyện luật sư Trần Hồng Phong đã tiếp cận được với nhân chứng Đinh Vũ Thường, một cái nhân chứng rất là đặc biệt và quan trọng để là gì, là căn cứ để kết tội đối với Hồ Duy Hải, thì luật sư Phong đã tiếp cận từ năm 2011, đúng không quý vị giả? Vậy thì cái vấn đề là gì, tại sao luật sư Phong không thúc đẩy cùng với gia đình là gì, có những cái biện pháp hữu hiệu nhất, tích cực nhất từ những cái thời điểm năm 2011, 2012 đi, đúng quý vị giả, mà lại để cái đơn của để một cái nội dung bản viết tay của anh Đinh Vũ Thường đến tận khi mà xảy ra cái phiên giám đốc thẩm thì phải cung cấp cho tòa. Đây là một cái điều mà tôi thấy rất là khó hiểu, và tôi lăn tăn về vấn đề này. Trong khi đó chưa kể tới cái vấn đề là gì, luật sư Phong khi lấy cái nội dung bản viết tay của anh Đinh Vũ Thường thì nó còn chưa chặt chẽ về mặt quy định pháp luật, văn bản của quy phạm pháp luật, đúng quy định giả, không có cái sự xác thực của chính quyền địa phương hoặc là các cơ quan chức năng có thẩm quyền để hợp thức hóa cái bản viết tay đó của anh Đinh Vũ Thường từ một cái tờ giấy thông thường thành một cái văn bản quy phạm pháp luật, đúng quy định giả. Đó là cái mà chúng ta đã thấy, không chỉ mình mà tất cả chúng ta đã thấy. Thì vấn đề ở đây là gì, liệu rằng một người làm trong ngành luật, một người hiểu biết về pháp luật mà luật sư làm như vậy thì đã thỏa đáng hay chưa, đã thực sự là gì, chặt chẽ chưa? Đây là cái mà mình muốn dành cho quý vị khán giả sẽ tự đưa ra cái gọi là cái quan điểm của mình. Còn mình thì mình thấy rằng là cái điều đó nó thấy rằng là quá nó chưa thực sự là gì chặt chẽ, và nó có gì là thiếu cái tính thuyết phục đối với cá nhân mình nhìn nhận vào. Rồi còn liên quan đến những cái đơn từ trong cái thời gian vừa qua mà cùng với gia đình gửi đi, mình thì mình cũng không biết như thế nào. Hiện nay thì khi mà theo dõi ở trên cộng đồng mạng thì mình có cái quan điểm nhìn nhận là thấy rằng là hiện nay gia đình của cô Loan có cái gì đó vẫn rất là bảo vệ cho luật sư Trần Hồng Phong. Những cái vấn đề, hoặc là kể cả ngay cả nhà báo Nguyễn Đức, thì cái vấn đề đó là cái quyền của gia đình. Nhưng mà mình chỉ muốn nói là gì, tất cả cộng đồng mạng hiện nay và những người ta có cái vai trò quan trọng đang tham gia ở trong cái vụ án liên quan tới con
của cô Nguyễn Thị Loan, tức là em Hồ Duy Hải đó, là người ta bằng cái tâm của mình, bằng cái tâm của mình. Thì cũng rất mong cô và gia đình của Hồ Duy Hải hãy tiếp nhận những cái ý kiến của cộng đồng mạng, của những người người ta đóng góp một cách tích cực, tức là những cái gì thấy rằng đúng thì mình cũng phải phải xem xét, mình cũng phải là gì, nghiên cứu, đúng không quý vị khán giả? Rồi thì còn đối với vấn đề của nhà báo Nguyễn Đức ấy, thì mình cũng xin phép nói xíu xíu thế này. Tức là mình thấy rằng là cái vấn đề này thì các chú các bác ở trong các buổi tạ đàm đã nói rồi, nói rất là nhiều rồi. Thậm chí là các chú các bác nói rất là gay gắt, rất là quyết liệt đối với chỗ nhà báo Nguyễn Đức, đúng không? Mình thấy rằng là các vấn đề khác mình không nói, nhưng mà mình chỉ thấy rằng là nhà báo Nguyễn Đức đã quá vội vàng khi chia sẻ một cái nội dung livestream nói rằng cái đơn cầu cứu các luật sư của chỗ anh thám tử cao Nguyễn Minh Thùy hoặc là bên kênh của anh Thắng Phim đưa lên đó là cái đơn giả. Trong khi đó thì mình cũng không hiểu tại sao mà anh nhà báo này anh lại đưa cái thông tin đấy một cách là như vậy, vô hình dung nó sẽ tạo ra cái sự rạn nứt trong các cái mối quan hệ cũng như là đối với cộng đồng mà hiện nay người ta đang rất là quan tâm tới cái vụ án này. Và cái mấu chốt mà hiện nay chúng ta thấy rằng là trên cộng đồng mạng và những người quan tâm đến vụ án này nó đưa ra có cái quan điểm khác nhau, trái chiều nhau, cũng xuất phát từ cái đơn này, đúng vị giả. Thì rất nhiều người bảo là đó là cái điều xấu, cái điều không tích cực. Nhưng mình thì mình lại cho rằng là gì, khi xuất hiện cái đơn này và có sự phản biện của nhà báo Nguyễn Đức một cách tức thì như vậy, phản ứng một cách tức thì như vậy, thì chúng ta mới thấy rằng không phải những cái gì chúng ta đã và đang nhìn thấy trong thời gian qua nó bình lặng đâu, mà trong cái con đường đi minh oan hoặc là đòi công lý cho Hồ Duy Hải nó còn rất nhiều cái chìm ở phía dưới mà chúng ta cần phải lưu tâm. Chỉ một cái đơn vậy thôi mà chúng ta thấy rằng cộng đồng mạng sục sôi và rạn nứt rồi. Còn xét về vai trò thì mình nghĩ rằng là thám tử cao hay là kể cả nhà báo Nguyễn Đức cũng chỉ là gì, cũng chỉ là những YouTuber, những người chia sẻ thông tin thôi. Chứ còn nếu như nói về tính pháp lý thì nhà báo Nguyễn Đức là làm ở báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh, đúng không? Thì chúng ta thấy rằng là ở trong các cái cơ quan báo chí của nhà báo Nguyễn Đức đang công tác cũng không có một cái bài báo nào đứng bút danh của nhà báo Nguyễn Đức nói sâu sắc về cái vụ án này, đúng không? Nên là gì, ở đây chúng ta thấy rằng là nếu như xét thẳng căng ra về vai trò của nhà báo Nguyễn Đức hay kể cả của em Thắng Tự Cao hay kể cả cá nhân mình hay anh Hoàng Phim TV và rất nhiều người hiện nay đang chia sẻ về thông tin thì cũng chỉ là những người truyền tải thông tin, truyền tải thông tin ở trên cộng đồng mạng này mà thôi, đúng không? Nhưng mà mình thấy rằng là có nhiều cái mà cách xử lý của nhà báo Nguyễn Đức khiến cho cái vấn đề dân tình cộng đồng mạng hiện nay quan tâm cái vụ án này nó đến cái cơ sự như ngày nay. Một cái điều nữa mình không quy trục, mình chỉ nêu ra vấn đề thôi. Thì quý vị khán giả thấy rằng là trong cái thời gian vừa qua chúng ta đã thấy là rất nhiều cái thông tin có nói về chỗ trường hợp liên quan tới nhà báo Nguyễn Đức. Trong đó thì có một cái trang có nói về mối quan hệ của nhà báo Nguyễn Đức là trên một cái trang bằng trang cái này gọi là một cái trang viết thôi nhé, chứ không phải là báo chính thống. Có nói rằng là nhà báo Nguyễn Đức là tham gia một số các cái group, một số các cái trang mạng mà mang tính chất là chính trị. Thì cái điều này nó chưa có thông tin chính thức để kiểm chứng em có phải hay không hay như thế nào. Nhưng mà đó là những cái thông tin mà chúng ta sâu chuỗi lại các cái vấn đề thì chúng ta cũng phải đặt ra dấu hỏi. Tôi lấy ví dụ như hiện nay chúng ta thấy rằng là kể cả nhà báo Nguyễn Đức có cái gì đó tương tác qua lại rất là thân mật với chỗ trường hợp của mẹ nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, đúng không quý vị giả? Thì anh nhà báo Nguyễn Đức anh cũng đã nói rồi cái mối quan hệ bạn bè, và anh cũng nói là anh ấy là bạn với Nguyễn Ngọc Như Quỳnh từ trước khi mà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh bị bắt và bị xử 10 năm tù về cái tội chống phá nhà nước, đúng không ạ? Thì cái điều đó là cái điều mà anh ấy chia sẻ và anh ấy nói với cộng đồng. Nhưng mà gì, khi mà nếu như mà thực sự người làm ở trong cơ quan chức năng, đặc biệt là ở cương vị một nhà báo quý vị giả, thì mình nghĩ rằng là anh Nguyễn Đức cũng anh Nguyễn Đức này cũng phải cần xem xét là cái mối quan hệ giữa anh và nhà với cái nhân vật mẹ nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh kia, nhất là trong khi hiện nay chúng ta thấy rằng là sự thực là gì, liên quan tới cái vụ án đưa cục của voi này thì mẹ nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh tham gia khá sâu vào cái vấn đề này. Và chúng ta phải nói thẳng ra gì,
mình vẫn có một cái quan điểm là trong tất cả các cái sự kiện trong đời sống xã hội chúng ta, trong cái thời sự nóng bỏng của chúng ta, cứ chỗ nào có điểm nóng, chỗ nào mà dư luận quan tâm, công chúng quan tâm, thì chỗ đó có những bàn tay của các cái thế lực thù địch họ sẽ thò vào. Đó. Vậy nên là cái vấn đề vụ án với cuộc voi này không ngoại lệ, nên sâu chuỗi lại tất cả những cái vấn đề như vậy, kết hợp với cái nội dung ban đầu mà mình chia sẻ tới quý vị khán giả một cái bài bình luận của một chú là Hoàng Anh Khiêm đó, lúc đầu đó rất giá trị như vậy, cộng với các cái vấn đề trong thời gian vừa qua chúng ta theo dõi, thì rất mong gia đình của cô Loan hãy tỉnh táo, cầu mong gia đình của cô Loan hãy tỉnh táo. Cái này chúng con lên tiếng cũng chỉ mong rằng là gì, cô và Hồ Di Hải sẽ có một cái kết quả nó có hậu, chứ không phải là chúng con lên đây để mà gì, để mà đấu đá hay là để mà giành cái nọ giành cái kia, không có. Còn về cái vấn đề, mình nghĩ rằng là cái bài viết vừa rồi mình sẽ cần, rất cần hỗ trợ để chuyển toàn bộ cái nội dung đó, cái tiếng nói đó của vị khán giả Hoàng Anh Khiêm, và thậm chí mình sẽ gửi cả số điện thoại tới cho gia đình của cô Loan, để có thể là gì, cô xem xét về những cái ý kiến đóng góp đó của khán giả. Tất nhiên là bây giờ là khi mình gửi đến, hay là bất kể ai gửi đến mà đến được tay của cô Loan cái nội dung livestream này, cái nội dung bài viết của tác giả Hoàng Anh Khiêm, thì đó cũng chỉ là những cái nội dung gửi đến để gia đình cô Loan tham khảo thôi. Nhưng rất mong cô lưu tâm và rất mong cô hãy để ý những cái vấn đề như vậy, bởi vì hiện nay nếu như xét một cách đa chiều về cái vụ án này, nó không đơn thuần, nó phức tạp vô cùng. Thì trong cái nội dung livestream hôm nay, mình cũng xin truyền tải tới quý vị khán giả hai cái nội dung như vậy. Cái nội dung thứ nhất là cái bài viết của tác giả Hoàng Anh Khiêm. Cái thứ hai là cái nội dung quan điểm của mình nhìn nhận về cái mối quan hệ giữa thám tử Cao, luật sư và nhà báo. Quý vị khán giả có ý kiến như thế nào? Rất mong quý vị khán giả hãy để lại cái nội dung bình luận của mỗi người ở phía dưới của nội dung livestream nhé. Từ nãy đến giờ thì mình cũng tập trung vào chia sẻ nội dung, nên thành ra là chưa đọc được nhiều các cái bình luận của quý vị khán giả, cũng như chưa chào hỏi được quý vị khán giả nhiều. Thì để kết lại luận là để kết lại cái nội dung livestream hôm nay, thì mình xin phép được chào hỏi một số quý vị khán giả nhé. Sau đó mình sẽ dừng nội dung livestream. Quý vị khán giả hãy like và hãy chia sẻ giúp mình cái clip này lên các hội nhóm giúp mình nhé. Thế thì xin được chào chị Linh Piro, chào anh Dũng Hoàng, chào cô Sáng Trần, chào chú Hùng Cường, chào anh Sơn Bùi, chào cô Minh Châu, chào khán giả Mười Nguyễn. Xin cộng đồng mạng, khán giả Minh Châu có nội dung bình luận, xin cộng đồng mạng lưu ý vai trò của nhà báo Nguyễn Đức và Trần Hồng Phong là một. Họ làm với tính cách có pháp lý và thông tin. Vâng, cảm ơn khán giả Minh Châu cũng đã có nội dung bình luận như vậy. Chúng ta có quyền nhìn nhận, đúng không quý vị khán giả? Chào khán giả Phạm Phong Phạm, chào cô Nga Nguyễn. Chào tác giả, khán giả Quỳnh Kỳ, ông nhà báo Đức vu khống cho TTC là người muốn giết Hồ Di Hải à? Cảm ơn chỗ khán giả, chỗ cô chị Mới Nguyễn. Thực ra là cái nội dung mà video của nhà báo Nguyễn Đức đăng lên đấy thì mình có xem. Tức là nói về cái vấn đề của em Thủy đó, tức là em gái của Hồ Di Hải, có lên tiếng về vấn đề của thám tử Cao. Nhưng mà sau đó không lâu thì cái video đó đã được nhà báo Nguyễn Đức gỡ xuống. Thì cũng ở trên tab cộng đồng của nhà báo Nguyễn Đức thì cũng đã nói rằng là yêu cầu của mong muốn của chú em gái Hồ Thị Hải là mong muốn là gỡ xuống. Như đây thì khán giả Mới Nguyễn có một cái nội dung là bình luận là như thế này, cái thông tin này mình đọc lên để quý vị khán giả tham khảo nhé.
Chị Len là dì của Hồ Duy Hải nói nhà báo Nguyễn Đức nói chuyện với Thủy, em của Hải, rồi ghi âm và lồng vào ảnh của cô Loan. Khi chị Len phát hiện và bảo nhà báo Nguyễn Đức gỡ xuống rồi đó cả nhà. Vâng, cảm ơn khán giả Mới Nguyễn. Con xin chào cô Kim Liên U65. Chào anh Sắc Lê. Chào khán giả Ba Ngô Duy. Những kẻ đi ngược đường lối chính sách của Đảng, đi ngược lợi ích của nhân dân chính là kẻ phản quốc, cần phải được loại bỏ ngay và luôn. Dạ, cảm ơn. Dạ vâng, xin được tổng chào tất cả hơn 200 quý vị khán giả đang xem nội dung livestream của mình nhé. Có lẽ là cái nội dung video buổi live này mình cũng xin phép được kết thúc tại đây. Cái nội dung cần truyền tải thì mình đã truyền tải rồi. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị khán giả đã đồng hành cùng mình trong nội dung livestream này. Xin chúc quý vị khán giả có một cái buổi chiều vui vẻ, ấm áp, và đặc biệt là tất cả các anh chị, cô chú trong cộng đồng mạng, mỗi người dân của chúng ta hãy bình an và làm tốt công tác phòng chống dịch để chung tay với cả hệ thống chính trị của chúng ta, đặc biệt là chính phủ, đẩy lùi dịch bệnh sớm nhất để cuộc sống của chúng ta trở lại bình thường nhé. Mình xin cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều. Mình xin được xuống like ạ. Bye bye cả nhà.